Chào quan trở lại với video mới nhất của Mạnh Trần. Hôm nay là câu lạc bộ bóng đá Trong Lam Nghệ An tổ chức sinh nhật cho cầu thủ Thế Nhật. Thế Nhật sinh ngày 15 tháng 2 năm 1990. Vị trí sở trường của Thế Nhật là trung vệ. Anh có chiều cao là 1m75, mặc dù có thể hình không được lý tưởng so với một trung vệ, nhưng bù lại Thế Nhật có thể hiện được sức nhanh, sự phán đoán và lối chơi mạnh mẽ. Đây là một trong những con bài chiến thuật của huấn luyện viên Ngô Quốc Trường mùa giải 2020. Một điều đặc biệt đó là hôm nay các đồng đội của Thế Nhật cũng như ban huấn luyện đội bóng Trong Lam Nghệ An tổ chức sinh nhật cho Thế Nhật trên sân tập. Sau khi kết thúc buổi tập thì các cầu thủ cùng ban huấn luyện với quân nhau và vỗ bánh sinh nhật, thổi nến chúc Thế Nhật bước sang một tuổi mới may mắn, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp cầu thủ của mình và cống hiến thật nhiều cho câu lạc bộ bóng đá Trong Lam nhé. Như các bạn đã biết thì giải đấu V-League 2020 cũng như cúp quốc gia đang bị tạm hoãn do dịch sụt virus COVID-19, nên các cầu thủ bây giờ chỉ tập duy trì. Đây là cảnh cầu thủ đang quây quân và chúc mừng sinh nhật Thế Nhật. Đấy, cầu thủ màn ảnh của bạn đó là Thế Nhật. Thế Nhật thổi nến. Xích giáo là tí, xích giáo là tí. Bấm lên nhá. Bấm đâu? Sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Chụp cho ngành nữa. Nói cho bên nhập cảnh. Video tổ chức cho Thế Nhật của câu lạc bộ bóng đá Trong Lam Nghệ An đến đây là kết thúc. Các bạn hãy cho mình một like, share và subscribe kênh YouTube của Mạnh Trần, cũng như follow bóng polo, theo dõi fanpage của Mạnh Trần Trong Lam Nghệ An. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.